Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 139. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 159, hàng cuối cùng. Hữu như minh kính, ảnh sương biểu lý. Ảnh giả, quang ảnh giả, sướng giả, thông đạt giả, Hải Đông Cảnh Hưng viết. Pháp Sư Cảnh Hưng nói: Kính quang ngoại chiếu, danh gì ảnh biểu, xuất đồng Phật thân, quang minh ngoại thư, ngoại chiếu chi quang hiển ảnh, sướng tại kính nội, diệt đồng sở phóng quang, quang diệu nguy nha, cố dân biểu lý. Chúng ta xem đoạn này. Đây là câu kinh văn thứ hai. Hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, sổ thiên bạch biến. Đây là tỷ dụ. Tỷ dụ chuyện Đức Phật phóng quang. Trong kinh Đại Thừa, thông thường Đức Phật phóng quang đều nhằm biểu thị pháp, biểu thị những nội dung được giảng trong lần này. Từ sự phóng quang, tính chúng sẽ có thể cảm nhận được. Ảnh sướng biểu lý, ảnh là hình bóng của ánh sáng, sướng là thông đạt, chẳng bị chướng ngại. Hải Đông là Nhật Bản, Pháp Sư Cảnh Hưng của Nhật Bản có chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Kính quang ngoại chiếu, đây là nói tỷ dụ ánh sáng từ trong gương chiếu hắt ra, bèn gọi là ảnh biểu. Tức đồng Phật thân, quang minh ngoại thư, Đức Phật phóng quang có khi là đỉnh đầu phóng quang, có khi phóng quang từ bạch hào. Bạch hào là ở giữa hai chân mày. Bạch hào phóng quang có khi là diện môn phóng quang, có khi toàn thân phóng quang. Trong đoạn kinh văn này chẳng nói là bộ phận nào, nhưng oai quang hát diệt thì phải là quang minh nơi toàn thân. Điều này hết sức đặc thù.
ngoại chiếu chi quang hiển ảnh. Ảnh ở chỗ nào? Ảnh ở trong gương. Sướng tại kính nội, diệt đồng sở phóng chi quang. Ý nghĩa này được nói rõ trong câu kế tiếp. Ánh sáng không chỉ chiếu ra ngoài mà còn tự chiếu chính mình, đó là quang minh biển chiếu. Chiếu ra ngoài là ảnh biểu, chiếu chính mình là biểu lý. Trong lẫn ngoài đều chiếu. Tịnh ảnh sư bạn chú giải này là của Trung Hoa, tức Vô Lượng Thọ Nghĩa Kinh Sớ của Pháp Sư Huệ Viễn đời Tùy. Trong ấy cũng nói theo cách này: kính quang ngoại chiếu, danh di ảnh biểu. Ngoại chiếu chi quang minh hiện kính nội, danh di ảnh lý. Phật thân như thị, quang minh ngoại chiếu, sở phóng chi biểu, hiển diệu Phật thân, danh ảnh biểu lý. Tiếp đó, lão cư sĩ bảo: án thượng lượng thuyết. Đó là cách giảng của các vị tổ sư Đại Đức Trung Hoa và Nhật Bản từ xưa. Phật thân nội ngoại ánh triệt. Phóng quang lần này rất đặc thù, toàn thân phóng quang, trong ngoài sáng ngời, dụ như minh tịnh chi kính. Dùng gì? Dùng tấm gương sáng ngời sạch lào hết mức để tỉ dụ. Do kính phóng quang ngoại chiếu, đó là ảnh biểu. Sở phóng quang minh quang chiếu kính nội, đó là ảnh lý. Trong hai bản dịch đời Ngô và Hán, Phật quang sổ bách thiên sắc, sổ bách thiên biến, quang thậm đại minh, thượng hạ minh triệt, nguy nguy trùng minh, giai hiện ảnh sướng biểu lý chi nghĩa. Đây là xét theo các bản dịch khác nhau. Tống dịch: di diện sát viên mạc, bảo sát trang nghiêm, tắc cánh hiện Phật quang minh trung, ảnh hiện thập phương bảo sát, như đại viên bảo kính, ảnh hiện thập phương, như chân giải sở thích, tắc quang nhang nguy nguy trung, ảnh hiện bảo sát trang nghiêm tướng, kỳ do châu bảo kính trung, năng hiện xâm la vàng tướng, thượng thuyết chánh hiện hoa nghiêm cảnh giới. Hợp mấy bản này lại để xem, có thể thấu hiểu đôi chút ý nghĩa sâu xa của quang minh này. Hiện tượng này quả thật đã khiến cho Ngài A Nan kinh ngạc lạ lùng. Ngài nghĩ chuyện này hy hữu, thù thắng đặc biệt. Trong quá khứ nghe Đức Phật giảng kinh chưa hề thị tượng tốt đẹp như vậy. Chúng ta biết Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, gần như mỗi buổi giảng Ngài chẳng dán mặt. Đức Phật giảng kinh phóng quang là hiện tượng bình thường, Ngài cũng đều đã thấy. Nhưng hôm nay thấy Đức Phật toàn thân phóng quang, đó là chuyện hy hữu. Trong Phật Pháp, quang minh biểu thị trí huệ. Toàn thân phóng quang biểu thị điều gì? Trí huệ viên mãn. Bộ kinh này hiển lộ trí huệ viên mãn của Như Lai, có ý nghĩa này. À,
Thật ư? Chẳng giả tí nào. Chỉ có riêng bộ kinh này là có thể độ hết thảy chúng sanh. Một vạn năm trong thời mạt pháp đã trải qua 1037 năm. Từ nay trở đi hãy còn hơn 8000 năm. Thật sự có thể đắc độ thành tựu viên mãn trong một đời. Chỉ có mỗi pháp môn này, mà cũng chỉ có mình bộ kinh này. Vì thế cảm Như Lai toàn thân phóng quang. Đức Phật phóng quang có phải là do ý nghĩ của chính Ngài hay không? Nghĩ sẽ phóng quang ở chỗ nào bèn phóng quang tại đó. Ừ, chẳng phải vậy. Nếu Đức Phật có ý nghĩ, Phật sẽ biến thành phàm phu. Do vậy chúng ta nhất định phải lý giải, phải ghi nhớ. Bất luận Đức Phật biểu hiện như thế nào, Ngài chẳng hề khởi tâm động niệm. Chẳng khởi tâm động niệm, chúng ta biết phóng quang là cảm ứng. Quý vị nói xem, pháp môn này, bộ kinh điển này có tác dụng lớn cỡ nào? Bao nhiêu chúng sanh được lợi ích tự nhiên? Như chúng ta đã thấy trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn phóng quang từ diện môn, chẳng phải là toàn thân. Do diện môn chẳng phải là toàn thân, chúng ta hiểu bộ kinh này cũng hết sức tuyệt diệu. Nhưng độ người thuộc căn tánh nào? Bậc thượng căn trở lên. Trong quá khứ, Thiền Tông ác phải tu kinh này, Mật Tông cũng phải tu. Pháp môn này, tức pháp môn Tịnh Tông, thích hợp khắp ba căn, gồm Thâu Lợi căn lẫn Độn căn. Bất luận căn tánh như thế nào, trừ phi quý vị chẳng gặp gỡ, chứ khi quý vị gặp được, chẳng có ai không thành tựu. Trong kinh có nói nhiều câu như thế: Phật quang mấy trăm ngàn màu, đó là màu sắc của quang minh. Mấy trăm ngàn thứ biến hiện là sự biến hóa. Quang minh rất mực sáng rực, trên dưới chiếu thấu suốt. Quý vị thấy đó, sáng vàng vạc bụi phân. Văn tự trong các bản dịch đều nhằm hiển thị ý nghĩa, ảnh sướng biểu lý. Nhất là chẳng thể nghĩ bàn, là như trong bản tống dịch có nói, các bản khác chẳng có. Diện sắc viên mạc, bảo sát trang nghiêm. Bạn ấy có câu này, hàm nghĩa trong quang minh hiện cõi nước, trong cõi nước hiện Phật. Trong Phật quang có thể thấy các cõi nước của mười phương chư Phật. Điều này quá hy hữu. Cảnh giới ấy là cảnh giới hoa nghiêm. Vì thế cổ nhân nói kinh này được gọi là Trung Bổn Hoa Nghiêm là có lý. Lời lẽ y chẳng phải là nói tùy tiện. Chúng ta nghĩ tới sự thù thắng trong thế giới cực lạc. Điều ý cũng có thể khơi gợi chúng ta, khiến cho chúng ta tin sâu, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nhất định viên mãn Bồ Đề trong một đời.
có thể chứng đắc Phật quả trúc rào. Tức vô thượng Bồ Đề. Pháp môn này ai nấy đều có phần. Bất luận căn tánh như thế nào, thật sự chịu tu, chịu tin và chịu tu, người y chẳng phải là phàm nhân. Đừng thấy người ấy hiện thời dường như thiếu học thức, chẳng biết chữ, là hạng ông già bà cả. Người ta thiện căn trong đời quá khứ sâu dày. Nếu không, người ấy vừa nghe vừa thấy, vì sao liền tin tưởng? Vì sao có lắm kẻ đọc bộ kinh này vẫn nửa tin nửa ngờ? Người này chẳng biết chữ, chưa hề niệm kinh, quý vị dạy người ấy niệm A-di-đà Phật, người ấy liền tin tưởng. Lạ lùng thấy. Thật ra nếu quý vị thâm nhập kinh tạng sẽ chẳng thấy kỳ quái. Trong đời quá khứ, trong A-lại gia thức của người ấy đã có căn, đã có chủng tử Phật Pháp sâu dày, tương ứng với Tịnh Tông, nên mới có hiện tượng ấy. Người ấy chắc chắn thành tựu trong một đời. Chúng ta xem mấy câu tiếp theo có nói rõ. Hiện đại quang minh, sổ thiên bạch biến, chỉ Phật ư hội thượng phóng đại quang minh, thuần tức vạn biến, quang sắc tham hồi, tự nhiên tối thắng. Mấy câu này sẽ nói cặn kẽ trong phần kinh văn phía sau. Chúng ta trông thấy, có thể cảm nhận Đức Phật phóng quang, trong quang minh biến hóa, màu sắc của các tia sáng hòa quyện lẫn nhau, các tia sáng chiếu rọi lẫn nhau, đẹp không kể xiết. Tiếp đó bèn nói tự nhiên tối thắng. Sự tự nhiên này do tánh đức vốn là như thế đó. Các nhà khoa học hiện thời đã nói tất cả các hiện tượng trong vũ trụ, sanh diệt, đều chẳng rời khỏi ý niệm. Điều này giống như Tướng Tông thường nói, duy tức sợ biến. Hãy đặc biệt chú ý chữ duy. Duy là chỉ có một, trừ thức ra thứ gì cũng chẳng có. Thức là gì? Thức là ý niệm. Duy thức sợ biến thì giới hạn trong 10 pháp giới. Ngoài 10 pháp giới là nhất chân pháp giới, là cõi thật báo trang nghiêm của Phật và Đại Bồ Tát. Cảnh tượng trong y hệ đã thành tựu bèn chẳng thay đổi, nên gọi là nhất chân bất biến. Con người sống thọ vô lượng mà cũng chẳng già suy, vĩnh viễn là dáng vẻ trẻ trung bất biến. Vì sao? Họ chẳng có thức. Thức là gì? Phân biệt chấp trước. Họ chẳng có. Không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước, ngay cả khởi tâm động niệm cũng chẳng có. Sở dĩ nhất chân pháp giới hiện tiền là do tập khí vô thủy vô minh biến hiện. Khoa học hiện thời chẳng phát hiện hiện tượng này.
Thật ra khoa học hiện thời cũng rất lỗi lạc. Đã nói đến A-lại gia, là nguyên khởi của y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Họ có thể nêu ra chân tướng sự thật, chẳng khác gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Đại Thừa từ 3.000 năm trước. Khoa học đã chứng minh, giải thích cho chúng ta biết. Cảnh giới chứng đắc của chư Phật Bồ Tát, trong đoạn văn này lão cư sĩ nói như Pháp Hoa Kinh Tự Phẩm viết: Mi Giang Bạch Hào, Đại Quang Phụ Chiếu. Trong phẩm tự của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật phóng quang từ tướng Bạch Hào. Trong các kinh điển, Bạch Hào phóng quang được nhắc tới nhiều nhất, cũng là thường thấy nhất. Quang minh to lớn chiếu trọn khắp, cố tri hiện đại quang minh, tức bỉ chi đại quang phụ chiếu. Cố tri ngụy dịch trung chi oai thần quang quang, diệt ưng đồng thử. Hàm biểu Phật chi oai quang minh diệu quảng đại, vô năng tỷ giả. Phật Bồ Tát phóng quang, quang minh ấy do đâu mà có? Từ trong trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh mà ra. Tìm kiếm căn nguyên của nó, căn nguyên ấy có sẵn trong tự tánh. Nó hiện tượng là phóng quang. Người hiện thời nói phóng quang là hiện tượng vật lý, nhưng nó chẳng phải là vật lý, mà là tánh đức. Chúng ta nói là quang, giống như ánh sáng mặt trời. Còn nói điện, tức thiểm điện, thì là hiện tượng vật lý. Phật Bồ Tát phóng quang là hiện tượng từ tự tánh, hoàn toàn chẳng giống hiện tượng vật lý. Ánh sáng thuộc hiện tượng vật lý có thể tổn hại con người, Phật quang nhu hòa chẳng tổn hại con người. Phật quang chẳng nhức mắt, mà nhu hòa. Dẫu quang minh sáng đến mấy vẫn chẳng tổn hại mắt. Tiếp đó sách viết: Chí ư sổ thiên bách biến, tắc đồng ư bổn kinh, thọ lạc vô cực phẩm. Câu này được nói trong phẩm 32. Tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thắng. Có hai câu ý, chúng ta hãy đặc biệt chú ý chữ tự nhiên. Tự nhiên là nói rõ, chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Sở dĩ quang minh hiện tướng nhất định là do cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật tự nhiên có ứng.
Từ điểm này chúng ta cũng có thể hoàn toàn lãnh hội Phật vì hết thảy chúng sanh mà thị hiện đủ mọi thân tướng. Đáng nên dùng thân gì để độ, bèn hiện thân ý. Quyết định là chẳng có nghĩ ngợi gì, chẳng có ý niệm. Ý niệm là thức, chẳng có a lại gia thức, hoàn toàn do tự tánh lưu lộ. Chúng sanh cảm, sự cảm ý có sức mạnh to lớn dường ý, có thể khiến cho trí huệ và đức năng trong tự tánh hiện đủ mọi tướng. Các thứ tướng này trọn đủ mấy trăm ngàn thứ biến hóa. Thấu hiểu mấy trăm ngàn thứ biến hóa ý từ chỗ nào? Thật khó. Chúng ta rất may mắn sanh trong thời đại này, do gặp gỡ lượng tử lực học, nên chúng ta hiểu rõ. Chẳng gặp lượng tử lực học sẽ chẳng hiểu Phật pháp. Giống như Di Lặc Bồ Tát vậy, trong một cái khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, đó là mấy trăm ngàn thứ biến hóa. Vì mỗi niệm đều chẳng giống nhau. Xưa kia để giải thích ý nghĩa này, chúng tôi đã nói là một tướng tương tự liên tục. Vì sao? Hoàn toàn chẳng phải là tương đồng. Hai ý niệm hoàn toàn chẳng tương đồng. Nhưng một niệm sanh diệt quá nhanh. Quý vị hãy ngẫm xem, đối với một cái khẩy ngón tay, các đồng học chúng ta đã tính toán, trong một cái khẩy ngón tay có bao nhiêu niệm? 320 triệu niệm. Mỗi niệm đều khác nhau. Một cái khẩy ngón tay đây nha. Kinh nói là mấy trăm ngàn thứ biến hóa. Vì tích lũy nhiều ngần ấy nên mới sanh ra hiện tượng. Chúng ta có thể cảm nhận hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Hiện thời các nhà khoa học phát hiện lượng tử, còn gọi là tiểu quang tử. Biết nó là chuyện như thế nào? Ý niệm tích lũy liên tục phát sanh huyền tướng. Nói cách khác, chúng ta dễ hiểu. Trên thực tế, hoàn toàn giống như Di Lặc Bồ Tát đã nói, mà cũng là nói rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh do Đức Phật đã thấy từ 3.000 năm trước đến nay, đã được các nhà khoa học chứng thực là thật chẳng phải giả. Liễu giải chân tướng sự thật thì quý vị mới có thể thật sự buông xuống. Vì sao chẳng thể buông xuống? Do chẳng liễu giải chân tướng. Nay chúng ta có thể thật sự liễu giải hay chăng? Chẳng có. Vì sao? Nay chúng ta chỉ nghe nói mà thôi, biết là có chuyện như thế đó. Vì sao vẫn chẳng thể buông xuống? Làm thế nào để chứng tỏ quý vị thật sự liễu giải, thật sự buông xuống? Chứng tỏ quý vị thật sự hiểu rõ, chẳng buông xuống. Chứng tỏ quý vị vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Trong bài kệ hồi hướng có câu: nguyện đắc trí huệ chân minh liệu.
Trí huệ ấy là trí huệ bát nhã trong tự tánh. Trí huệ ấy mà khai, quý vị sẽ thật sự hiểu rõ. Thật sự hiểu rõ sẽ thật sự buông xuống. Ngay cả ý niệm trong tâm cũng chẳng tồn tại thì mới là thật sự buông xuống. Có lúc vẫn khởi tâm động niệm thì chưa được, chưa buông xuống. Buông xuống chẳng dễ dàng, cũng có nghĩa là chẳng dễ gì thật sự hiểu rõ. Hiểu biết nửa giờ thì được, chứ thật sự hiểu rõ, thấu triệt, khó lắm. Cố tri ngụy diệt trung, chi oai thần quang quang diệt ưng đồng thử. Có cùng một ý nghĩa, đều là biểu thị oai quang của Phật, tức là quang minh oai đức của Ngài chiếu soi rộng lớn, chẳng gì có thể sánh bằng. Tự nhiên quan sát tham hồi, chuyển biến tối thắng. Sự chuyển biến tối thắng ý chính là điều thứ hai trong ba thứ trọn khắp, như sách Hoàng Nguyên Quán đã nói. Từ trọn khắp pháp giới, xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận là thuận theo ý niệm, là A Lại Gia. Nói cụ thể sẽ là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đồng thời xuất hiện. Kế đó là nói đồng biểu Phật quang, tự nhiên giao tham hồi chuyển, quan sát biến hóa, dụ biến dụ thắng, vô hữu cùng cực. Khi khai ngộ, Lục Tổ Huệ Năng đại sư đã nói, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Đây cũng là nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Lớn thì chúng ta nói đến thế giới Hoa Nghiêm. Nhỏ thì chúng ta nói đến cảnh giới trước mắt. Càng biến hóa càng thù thắng, chẳng có cùng tận. Chẳng có cung tận, rất khó hiểu. Đấy là tánh đức. Nó biến hóa đúng là chẳng có cung tận, rất khó tưởng tượng. Câu kinh văn này khiến cho chúng tôi nghĩ đến lúc bé chơi kiếm vạn hoa, rất giống chuyện này. Kính vạn hoa cấu tạo hết sức đơn giản. Từ đó quý vị có thể thấy hai câu này càng biến hóa càng thù thắng, chẳng có cùng tận. Ngay cả kính vạn hoa mà còn hiển thị cảnh giới, huống hồ tự tánh. Tự tánh là một ống kính vạn hoa lớn. Tôn giả A Nan tức tự tư duy. Tôn giả A Nan nãi bổn kim chi đương cơ. Đương cơ của bộ kinh này là hai vị. Nửa bộ trước là Tôn giả A Nan, nửa bộ sau là Di Lạc Bồ Tát.
biểu thị ý nghĩa rất sâu về mặt pháp. Ngài A Nan biểu thị pháp vận một dạng 2000 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật. A Nan truyền thừa giáo học và giáo pháp của Đức Phật. Di Lặc Bồ Tát biểu thị Đức Phật kế tiếp. Di Lặc Bồ Tát hiện đang cư ngụ trên trời Đầu Suất. Tu gì? Tu tri túc. Tri túc thường là Đầu Suất, có nghĩa là tri túc. Ngài tu tri túc ở đây. Thật sự tri túc thì mới có thể làm Phật. Kẻ chẳng tri túc sẽ chẳng thể thành Phật. Ý nghĩa biểu thị pháp rất sâu. Tri túc đến mức độ nào? Tri túc đến mức vô cùng. Thật sự chẳng tranh cùng người, chẳng cầu nơi đời. Thật sự tri túc, mấy mấy ý niệm đều chẳng có. Cuộc sống thì sao? Sống cuộc đời hoàn toàn tùy duyên, chẳng có gì không tốt. Trong cảnh giới xác thực chẳng khởi tâm không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Chúng ta phải hiểu rõ, phải học tập điều này. Ý nghĩa biểu pháp trong kinh này quá sâu. Di Lặc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này thời gian còn rất dài. Kinh nói là năm mươi bảy ức 6000 vạn năm sau, ngài mới từ trời Đâu Suất giáng hạ. Thời gian chẳng có Phật rất ư là dài. Nếu Phật Bồ Tát chẳng quan tâm tới các chúng sanh khổ nạn, tâm từ bi ở chỗ nào? Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh khổ nạn. Chỉ cần chúng sanh có cảm, các ngài bèn hiện. Hiện thân gì vậy? Thân Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng là gì? Cần phải biết. Pháp môn Địa Tạng biểu thị lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tôn trọng thầy. Nói đơn giản là hiếu kính. Hiếu kính là làm người. Sanh lên cõi trời, đó là cội gốc to tát để thành Phật. Quý vị chẳng thể tiếp nhận Phật pháp khi Phật chẳng trụ thế, bèn dùng gì để giáo hóa nhân dân, dạy họ hiếu kính? Có thể làm được hai chữ này khó có lắm. Người ấy đời đời kiếp kiếp chẳng đọa trong ba ác đạo, có thể giữ vững thân người. Trong tương lai Di Lặc Bồ Tát xuất thế, người ấy có duyên phận, tức là có duyên phận với Di Lặc Bồ Tát, sẽ tham dự ba hội Long Hoa. Pháp hội của Di Lặc Bồ Tát vô cùng rộng lớn, chẳng giống Thích Ca Mâu Ni Phật
Thích Ca Mâu Ni Phật có tất cả hơn 300 hội. Hơn 300 hội to nhỏ. Di Lặc Bồ Tát chỉ có 3 hội. Chúng ta có thể lý giải. Thời gian của 3 hội ấy rất dài. Trong mỗi một hội chắc chắn có rất nhiều hội nhỏ. Thì Ngài mới có thể độ hết những chúng sanh hữu duyên. Phàm là những người tu hành chẳng đạt thành tựu trong thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng chứng quả, trong tương lai đều có thể tham dự 3 hội Long Hoa. Vì sao? Nếu quý vị đã gieo thiện căn nơi Thích Ca Mâu Ni Phật, vẫn chưa thể thành tựu trong thời mạt pháp thuộc pháp vận Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy thì quý vị sẽ thành tựu trong pháp hội của Di Lặc Bồ Tát. Mỗi vị Phật đều kế tục nhau độ chúng sanh, từ bi đến tột bậc. Chúng ta phải hiểu đáng thương nhất là gì? Chính là đời đời kiếp kiếp chẳng thị Phật Pháp, chẳng nghe Phật Pháp. Trong A Lại Gia Thức chẳng có chủng tử Phật Pháp. Thật sự đáng thương. Người ấy chẳng có thiện căn. Nếu trong một đời có thể nghe một lần, nghe một câu A-di-đà Phật, liền gieo thiện căn trong A Lại Gia Thức. Vì thế chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải liễu giải chân tướng sự thật này, niệm niệm chẳng quên, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Niệm Phật. Đối với hết thảy các động vật nhỏ, chúng ta thấy mũi trùng kiến bèn chắp tay A-di-đà Phật, gieo thiện căn cho chúng. Nhiều đời nhiều kiếp sau, chúng nó sẽ nhờ vào một câu A-di-đà Phật ý mà đắc độ. Ai gieo thiện căn ấy cho chúng, quý vị gieo cho chúng. Người học Phật chẳng bỏ uổng ngày nào, niệm niệm chẳng bỏ lỡ. Đó là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Lại còn thù thắng hơn là những chúng sanh mà nhục nhãn của chúng ta không thấy được. Họ ở chung quanh chúng ta, có khi chúng ta cảm nhận được, bèn niệm một câu A-di-đà Phật hồi hướng cho họ, họ sẽ cảm ơn. Những công đức tụng kinh, đọc kinh, giảng kinh của chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ cùng mọi người. Trong Phật Pháp gọi là hồi hướng. Danh từ hiện thời là chia sẻ. Chẳng có ai không đạt được lợi ích. Thường giữ cái tâm này, niệm niệm chẳng bỏ, vô lượng công đức. Tu tập tích lũy công đức trọn chẳng nhất định phải tốn tiền. Có những kẻ giàu có đâm ra chẳng biết tu công đức, những điều họ đã tu tập là phước đức. Công đức là bồ đề tâm, là thiện duyên, là tâm yêu thương hết thảy chúng sanh.
nguyện tâm chẳng bỏ chúng sanh, đó là thành tựu công đức của quý vị. Tâm Bồ Đề của chúng ta cũng được bồi dưỡng như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, trong Đại hội Hoằng Pháp của chư Phật, quý vị cũng giống như Tôn giả A Nan sẽ làm bậc đương cơ của Đại hội. Tiếp đó sạch diệt Nhược Luận Kỳ Bổn. Bổn tức căn bản của A Nan. Thật diệt Tùng Quả Hướng Nhân Chi Pháp Thân Đại Sĩ. Nói rõ Ngài A Nan cũng là thị hiện. Trong hội của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài có thân phận gì? Sơ Quả Tu Đà Hoàng. Đó là biểu diễn trên sân khấu. Trên sàn diễn, Ngài có thân phận là Tu Đà Hoàng, tức Sơ Quả Tu Đà Hoàng. Sau sân khấu Ngài là gì? Sau sân khấu bèn là Pháp Thân Bồ Tát. Bậc Pháp Thân Đại Sĩ minh tâm kiến tánh. Từ quả hướng đến nhân thì tối thiểu chúng ta có thể tin tưởng, chẳng hoài nghi. Tiếp đó còn chứng cứ rất khó có. Pháp Hoa Kim Trung, Phật Cáo Bồ Tát viết: Ngã Dữ A Nan đẳng ư không dương Phật sợ, đồng thời phát A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề. A Nan thường nhạo đa văn, ngã thường cần tinh tấn. Thì cô ngã dĩ đắc A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề, nhi A Nan hậu trì ngã pháp, diệt hộ tương lai chư Phật Pháp Tạng, giáo hóa thành tựu Bồ Tát chúng. Chuyện này do chính Đức Phật nói, chẳng giả. Ngài A Nan đúng là Pháp Thân Đại Sĩ, cưa nguyện tái lai đến biểu diễn cho chúng ta thấy. Đức Phật đã nói ra chuyện quá khứ. Ở đây ta là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Phật Thích Ca cùng A Nan đẳng, còn có người khác. Ư không dương Phật sợ. Không dương Phật là tên gọi chung của hết thảy chư Phật. Mỗi vị Phật đều có thể gọi là không dương Phật. Đây là nói tới sự chứng đắc của Ngài. Chứng đắc lý nhị không, tức là mỗi vị Phật đều chứng đắc nhân ngã không và pháp ngã không. Ở đây là một vị Phật trong quá khứ. Ngài nói khi ở chỗ không dương Phật, Đức Thế Tôn và A Nan đều cùng tu Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, đồng thời phát tâm A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề. Đó là Bồ Đề Tâm. A Nan thường nhạo đa văn, tập khí khác nhau. A Nan chuộng nghiên cứu kinh giáo, có hứng thú hết sức rộng rãi. Nói cách khác, Ngài tiến bộ khá chậm chạp, vì Ngài học quá nhiều thứ quá tạp,
Thích Ca Mâu Ni Phật thật thà hơn, thâm nhập một môn quân tu lâu dài, nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước. Thường cần tinh tấn là thâm nhập một môn. Chứ vị phải biết thành Phật là do từ giới định huệ mà thành tựu, chẳng phải là do học rộng nghe nhiều mà thành tựu. Nhất định phải biết điều này. Nhưng căn tánh mọi người khác nhau. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, đối với người ưa thích học rộng nghe nhiều, Đức Phật mở ra pháp gì? Pháp tưởng duy thức, mở ra môn học ấy. Mở ra môn học ấy là do chuyên gì loại người thuộc căn tánh đó. Thật sự là người thật thà, thượng căn lợi trí. Đức Phật mở ra môn thiền tông. Thâm nhập một môn quân tu lâu dài, mau chóng lắm. Nếu là người trung hạ căn hoặc hạ hạ căn, có thể dũng mãnh tinh tấn, Đức Phật liền mở ra Tịnh Độ Tông cho người ấy. Thâm nhập một môn, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thành tựu trong một đời chẳng thua kém kẻ khác. Hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh, định Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, chẳng thua suốt người khác. Do nguyên nhân gì được bổ nguyện và oai thần của A Di Đà Phật giá trị? Trọn chẳng phải là giả. Lẽ nào A Di Đà Phật vọng ngữ? Điều kiện quan trọng nhất trong pháp môn này là lòng tin. Quý vị phải thật sự tin, thật sự nguyện, chẳng thể có mảy may nghi lự nào, sẽ thành công. Nếu quý vị có hoài nghi, có nghi ngại, sẽ chẳng thể thành công. Quý vị hành theo môn này chẳng trót lọt. Tuy chẳng hành trót lọt đã gieo thiện căn. Có thiện căn ý, quý vị có duyên gặp gỡ pháp môn này, gặp pháp môn rồi lại tiếp tục tu. Đến giai đoạn nào đó thật sự buông xuống, sẽ thành tựu trong giai đoạn ấy. Trong một đời này chúng ta đã hiểu rõ, buông xuống dạng duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, sẽ thành tựu trong một đời này. Đời này niệm Phật chẳng thể giảng sanh, đời sau hoặc đời sau nữa còn có duyên phận, còn có thể tiếp tục tu học. Chúng ta hiểu rõ, trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm hết thảy chúng sanh, còn chu đáo hơn mẹ hiền chăm sóc con thơ. Ân đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta thường quên mất Phật, nhưng Phật chẳng thời khắc nào quên chúng ta. Chúng ta được chiếu trụ trong đại viên kính trì của các ngài. Đó là sự giá trị của Đức Phật đối với chúng ta. Bản thân chúng ta thật sự là phiền não, nghiệp chướng quá nặng, chẳng cảm nhận được. Nhưng Phật thật sự gia trì chúng ta. Ngài A Nan cũng hết sức khó coi, ưa chuộng đa văn, phát tâm hổ trì Phật pháp. Vì thị hoằng pháp và hộ pháp đều chẳng dễ dàng. Quý vị chẳng thông hiểu Phật pháp, làm sao hoằng pháp,
làm sao hộ pháp? Phật pháp quyết định chẳng thể dùng ý nghĩa của chính mình để giải thích. Sai mất rồi. Kể từ xưa, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế đã xuất hiện trạng huống ấy. Kinh Phật gọi trạng huống ấy là tăng thượng mạng. Phiền não rất phiền phức, chướng ngại quý vị khai ngộ, chướng ngại quý vị chứng quả. Không chỉ là như thế, thậm chí còn chướng ngại thiện pháp của quý vị. Phiền phức lắm. Dù quý vị tự cho là đúng, chính mình chẳng qua chứng đắc, ngỡ đã chứng đắc, chẳng liễu giải, cứ ngỡ đã liễu giải. Vậy bảo người khác như thế, hướng dẫn chúng sanh sai lầm. Hướng dẫn sai lầm phải chịu trách nhiệm nhân quả. Thang Trào Phá Trang Trang Sư. Quý vị xem công án của thiền sư Bách Trượng Đời Đường, sẽ thấy có kể một câu chuyện. Nói lầm một chữ chuyển ngữ, đọa thân chồn quang 500 năm. Vì sao tạo thành hiện tượng ấy? Tăng thượng mạng. Chỗ này cũng ban cho chúng ta một khai thị rất trọng yếu. Học Phật quyết định chớ nên có tâm ngạo mạn. Ngạo mạn là do chính quý vị không biết. Nếu người ta hỏi quý vị, tôi chẳng có ngạo mạn, rất khiêm hư, không ngạo mạn, xác thực là chính người y chẳng thể cảm nhận đối trị ngạo mạn như thế nào. Khiêm hư, đối trị ganh tị như thế nào? Tùy hỷ. Bồ Tát đều có phương pháp. Căn bệnh rất nặng, quý vị chẳng có phương pháp đối trị, nó liền khởi tác dụng, chướng đạo. Ngài A Nan hộ trì Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Xưa kia ngài là bạn học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Một vị Phật xuất thị, ngàn đức Phật ủng hộ. Người có duyên với Phật đều đến giúp ngài. Hoặc là dùng thân phận Bồ Tát, thân phận Thanh Văn làm đệ tử, hoặc kẻ tại gia hộ pháp của ngài, khiến cho một đời giáo học của ngài được viên mãn. Ngài A Nan cũng hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai. Ngài nhất định đã phát đại nguyện ý. Ở đây Thích Ca Mâu Ni Phật đã tiết lộ giáo hóa thành tựu Bồ Tát chúng. Nói là Bồ Tát chúng, cho thấy ngài A Nan là đại thừa, chẳng phải là tiểu thừa. Nhược luận kỳ tích, tích là thân phận thị hiện của ngài trong hiện tiền. Tắc di kết tập kinh tạng, truyền Phật tâm ứng.
truyền thọ mật thừa, thừa truyền đại giáo chi quan kiện nhân vật. Sự hộ trì, nay chúng ta nói là hộ pháp. Hộ pháp chính là ba chuyện ấy. Kết tập kinh tạng, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế giảng kinh giáo học, chẳng lưu lại một văn từ, chẳng có kinh bộ. Kinh do đâu mà có? Chẳng giống các tôn giáo thông thường. Các tôn giáo thông thường có rất nhiều kinh điển từ cõi trời giáng xuống. Phật giáo chẳng phải vậy. Phật giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng cho mọi người trong thuở ngày tại thế. Khi ấy chẳng ghi chép bằng văn tự. Do đâu mà có kinh điển? Ngài A Nan trùng tuyên, nhắc lại những kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một lượt. 500 vị đại A-la-hán chứng minh cho Ngài làm thính chúng. Nghe những lời A-nan đã nói, mọi người đồng ý, đều tán thán, thì mới có thể dùng văn tự để ghi chép, lưu truyền hậu thế. Kinh Phật do như vậy mà có. Nếu có một người chẳng đồng ý, nói tôi nghe Đức Phật nói câu này không phải như vậy, đoạn ấy phải gạt bỏ. Thà thiếu chứ không thừa. Nhằm giữ chữ tín với đời sau. Do đó kết tập kinh tạng nghiêm ngặt như vậy, chẳng phải là thiểu số phục tùng đa số. Chẳng phải vậy. Một người chẳng đồng ý, bèn chẳng thông qua. Đó là kết tập kinh tạng. Đó là hộ pháp trong thuở ấy, khiến cho những gì Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm chẳng đến nỗi bị tiêu mất. Cổ nhân rất dụng tâm, chỉ sợ kinh điển bị thất truyền. Đã khắc kinh điển lên đá, chứa trong hàng đá, gọi là tàng chư danh sơn, hồng lưu truyền hậu thế. Năm xưa tôi đến Bắc Kinh thăm cụ Hoàng Niệm Tổ, quen biết hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thuở ấy là lão cư sĩ Triệu Pháp Sư. Chúng tôi nói chuyện hết sức hợp ý. Lão cư sĩ bảo tôi, thầy đã tới Bắc Kinh, nhất định phải đến Phòng Sơn xem kinh đá. Cụ sai người lái xe đưa tôi đi thăm. Tôi thấy toàn bộ Đại Tạng Kinh. Trong những kinh được khắc ý còn có mấy bộ chẳng có trong Tạng Kinh hiện thời. Quý vị thấy họ đã sưu tập hoàn chỉnh dường ý. Nghe nói những bộ kinh ấy đã khắc trong vòng 800 năm, khắc qua nhiều đời suốt 800 năm, cất trong thạch động tại Phòng Sơn. Dường như có tất cả 7 động, cất giữ trong 7 hang động. Chữ
chữ rất lớn, khắc hết sức đẹp đẽ. Chúng tôi thấy rất thích, cũng thấy hết sức cảm động trước dụng tâm của cổ nhân. Điều này thuộc về truyền thừa kinh tạng. Chỉ sợ khi có tai nạn, kinh Phật bị thất truyền, nên dùng phương pháp ấy. Hiện thời thuật ẩn loát phát triển, để cho kinh Phật chẳng đến nỗi bị thất truyền, tốt nhất là ấn hành với số lượng lớn. Cất giữ các nơi trên cả thế giới. Chúng ta biết là chắc chắn có tai nạn, nhưng chẳng thể là toàn thể thế giới có tai nạn. Chẳng thế nào. Nói chung là vẫn có nơi không bị, kinh Phật sẽ được bảo tồn. Vì thì số lượng càng nhiều càng an toàn. Khác vào đã xong xuôi, cất trong danh sơn. Nếu phát sinh động đất, những kinh ấy bị tiêu hết. Chúng ta chẳng thể không bận tâm. Nếu bị động đất thì làm như thế nào đây? Vì thế ấn hành lưu thông tốt hơn bất cứ cách nào khác. Sau đây có một năm tôi sống ở Tân Gia Ba, có một vị cư sĩ cúng dường món tiền 500 vạn Mỹ Kim. Món tiền ấy rất đáng kể. Chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là in thạch kinh ở phòng sơn để lưu thông, có thể in 1000 bộ. Tôi thương lượng chuyện này với cục tôn giáo của Trung Quốc, vẫn chẳng có cách nào thỏa nguyện. Chẳng phải là đơn vị y không đồng ý, mà là cá nhân chẳng đồng ý. Vì thế chuyện này chẳng thể hoàn thành. Tiền giữ lại đó chẳng sử dụng vào đâu được. Năm trước Thương vụ ấn thư quán bắt đầu tái bản bộ tứ khổ toàn thư. Tôi nghĩ đây cũng là chuyện tốt lành, bèn mua từ Thương vụ ấn thư quán 100 bộ, mỗi bộ là 5 vạn Mỹ Kim. 100 bộ là 500 vạn, dùng hết số tiền ấy. Hiện thời sách đã in xong. Chúng tôi biếu tặng quốc nội và hải ngoại. Đó là quốc bảo của Trung Quốc. Bản gốc được Thương vụ ấn thư quán của Đài Loan sử dụng là văn uyên cát, tức là bộ được biên chép tốt nhất trong 7 bộ thuở ấy, cất giữ trong hoàng cung. Tuy chẳng phải là in sách Phật, nhưng đó là truyền thống văn hóa Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Trung Quốc là cơ sở để học hỏi Phật pháp. Chẳng có truyền thống văn hóa Trung Quốc, học Phật nhất định phải tạo lập cơ sở vững vàng từ tiểu thừa. Trong tương lai, tại đảo tràng này sẽ cất giữ một bộ. Vì thì phải thường nghĩ làm thế nào để có thể bảo tồn Phật pháp lâu dài. Hiện thời tuy khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta hãy nghĩ, nếu vạn nhất có một ngày đại tai nạn hủy sạch khoa học kỹ thuật, chẳng có điện thì sẽ làm như thế nào đây?
Máy vi tính, đĩa CD, DVD đều chẳng dùng được, đều biến thành phế vật. Có thể như vậy hay không? Quả thể lắm chứ. Vì thì phương pháp thật sự vẫn là in thành sách tốt hơn. Lưu thông với một số lượng lớn. Đó là truyền kinh điển. Truyền Phật tâm ứng, đây là thiền tông. Tôn giả A Nan là tổ sư đời thứ hai của thiền tông. Sư tổ thiền tông là tôn giả Ca Diếp. Ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan. Trong thiền tông, ngài A Nan là nhị tổ. Quý vị thì truyền giáo, truyền tông, tông là thiền tông. Không chỉ là như vậy, ngài còn truyền dạy mật tông. Nên ngài là nhân vật then chốt truyền thừa đại giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp đó là nói tới kinh điển mật tông. Trong Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Ứng Hóa Nhân Duyên Kinh có nói: mật giáo sư tổ Liên Hoa Sanh Đại Sĩ tùng A Nan thọ Thích Tôn giữ chức truyền phó chi mật pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem mật pháp truyền sẵn cho ngài A Nan, để ngài A Nan truyền lại cho Liên Hoa Sanh Đại Sĩ. Cho thấy ngài xác thực là truyền nhân của mật tông. Hữu thay tạng giới mạng Đà La sau tam diệt. A Nan, mật hiệu tập pháp kim cang. Mật là mật tông. Trong danh hiệu của mật tông, tôn giả A Nan có hiệu là tập pháp kim cang. Thử hữu hiển A Nan chi bộ. Cái kim cang tức Phật giả. Mật tông gọi kim cang là Phật. A Nan đã thành Phật. Cố tri A Nan hộ trì Phật pháp thị kỳ bổn nguyện. Trong lúc tu nhân, trong khi tu hành, ngài đã phát nguyện hộ trì Phật pháp, hết sức yêu mến Phật pháp. Điều này có mối quan hệ với tập khí đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Hiện tắc thị hiện di Phật thị giả. Lần này Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian, ngài đến thị hiện làm thị giả của Đức Phật, tu Phật Huệ Mạng, kế giảng khai lai Cố Ư Bổn Kinh Đương Cư. Điều này chỉ rõ ngài A Nan và Tịnh Tông có duyên hết sức sâu đậm. Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, ngài là người khải thỉnh đầu tiên. Thấy Đức Phật phóng quang hiện tướng lành, ngài liền thay mặt đại chúng hướng về Đức Phật thỉnh pháp. Khiến cho Đức Phật nói ra pháp môn này. Nãy năng thiện tự tư duy, phát thử diệu dân.
Khá nhiều kinh giáo đều do có người khải thỉnh rồi Đức Phật mới nói. Những kinh không có ai khải thỉnh mà Đức Phật tự nói rất ít, không nhiều lắm. Nhưng Đức Phật thuyết A-di-đà kinh là không có ai hỏi mà tự nói, không có ai khải thỉnh. Không có ai khải thỉnh mà Đức Phật cũng nói là do thấy duyên của chúng sanh đã chín muồi. Đức Phật bèn tuyên bố pháp môn ấy, giảng giải cùng mọi người. Mọi người có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng. Đó gọi là duyên của chúng sanh chín muồi. Tuy chẳng có ai khải thỉnh, Đức Phật cũng nói ra. Kinh như vậy, Đức Thế Tôn trong 49 năm giảng kinh thuyết pháp có nói, nhưng không nhiều lắm. Sắc thân chư căn, duyệt dự thanh tịnh, trong hai câu kinh văn này, chữ chư căn chỉ sắc tướng, tức là thân thể chúng ta. Năm căn nơi thân thể là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Duyệt dự là vui sướng. Thanh tịnh gia tường sở di quang hiện giả, dùng sáng ngời rõ rệt để giải thích thanh tịnh. Hữu bảo tích kim di Như Lai thân giả tự tánh thanh triệt. Hà Di Cô: Như Lai cửu dĩ diễn ly nhất thiết phiền não chư cấu quý cũ. Há có lẽ nào thân Phật chẳng thanh tịnh? Phiền não chướng và sở tri chướng hoàn toàn đều đoạn hết. Vì thì thân tâm thanh tịnh. Trong kinh giáo thường tán thán chư Phật Như Lai là kim cang bất hoại thân. Kim cang hình dung sự kiên cố. Trong bất hoại còn có thanh tịnh. Trong giáo pháp Đại Thừa chúng ta đọc thấy Đức Phật nói: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Thân này là tướng hảo. Nói cách khác, thân mỗi người và thân Phật chẳng khác. Thân gì vậy? Thân hiện tiền, tức là cái thân hiện tại của chúng ta và thân Phật chẳng khác gì nhau. Nơi chúng ta đang sống và tịnh độ chẳng khác gì nhau. Trong hệ niệm pháp sự, Thiền sư Trung Phong đã nói: thân ta chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là thân ta. Phương này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là phương này. Nói như vậy là đúng, chẳng hề nói sai. Vì sao?
vì các ngài đã đoạn hết tập khí phiền não, nên thân tâm thanh tịnh hiện tiền. Nỗi phiền phức của chúng ta trong hiện thời là gì? Bị nhuốm bẩn. Thân bị tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ nhuốm bẩn. Tâm bị tham sân si mạng nghi nhuốm bẩn. Đạo lý là như thế đó. Nếu buông tham sân si mạng nghi trong tâm xuống, buông tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ, sắc thanh hương vị xuất phát nơi thân xuống, quý vị và Phật sẽ chẳng khác gì nhau. Thân Phật và thân chúng sanh không hai không khác. Lời này là thật, chẳng phải giả. Lục đạo chúng sanh một thân lắm bệnh. Bệnh do đâu mà có? Tham sân si mạng nghi là gốc bệnh của quý vị. Tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghi là ngoại duyên khiến quý vị bị nhiễm bệnh. Mừng giận buồn vui là nỗi duyên khiến quý vị bị nhiễm bệnh. Nhân duyên trọn đủ, quý vị bị bệnh. Đạo lý là như thế đó. Rất khó đoạn cái nhân. Đó là tập khí phiền não, chẳng dễ đoạn. Đoạn được, quý vị sẽ chứng quả. Nếu có thể đoạn hết duyên, đoạn như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Quý vị có thể chịu khổ, có thể trì giới, thân tâm thanh tịnh, sẽ được tự tại. Nếu nói thật sự buông xuống ngũ dục lục trần, buông thất tịnh ngũ dục xuống, con người đúng là chẳng có gì vui sướng. Học Phật để làm cái quái gì? Đức Phật đã nêu gương, học Phật là lìa khổ được vui. Những gì là khổ? Thất tịnh ngũ dục là khổ. Thân tâm quý vị chẳng khỏe mạnh, thân tâm bị nhiễm ô. Đức Phật dạy chúng ta toàn là những lẽ thật, chẳng giả tí nào. Bản thân chúng ta phải biết, phải hiểu rõ. Vì thế phải học thân Như Lai tự tánh trong trẻo. Chúng ta phải học theo Phật, xa lìa hết thảy phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, thấy đều buông xuống. Như Lai thân giả xuất quá thế gian, hà dị cô, bất dị thế pháp chi sở nhiễm ô cô. Quý vị chẳng còn bị ô nhiễm bởi tất cả các pháp thế gian, chẳng bị ô nhiễm thì có hai biện pháp. Phương pháp nông cạn là chúng ta xa lìa, không tiếp xúc nó. Đó là biện pháp trị đằng ngọn, chẳng phải là trị tận gốc. Nếu có thiền định sâu,
Chúng ta tu học bất cứ pháp môn nào cũng đắc tam muội. Từ ngay nơi tướng mà lìa tướng. Xa lìa ở một mức độ càng sâu hơn. Chẳng có tâm xa lìa. Mà trong hết thảy các pháp, tự nhiên chẳng khởi tâm không động niệm. Đó là thật sự lìa. Nãy chỉ Như Lai thân giả, như tịnh kính trung di diệu chi tượng, như tịnh thủy trung minh mạng chi nguyệt. Đây là tỷ dụ rất giống với hình ảnh được chiếu bởi tấm gương sạch lào. Hình ảnh hiển hiện trong gương lại giống như trong nước sạch. Nước ấy sạch sẽ, chẳng nổi sóng. Trăng hiện bóng trong nước. Tổng thượng dẫn chứng kinh văn Thích Di, đương thời Thế Tôn nhãn đẳng ngũ căn đồng hiện hỷ dung. Nói rõ vì sao Đức Phật phóng quang, vì sao hiện tướng quang hỷ ấy. Quang hỷ tâm trung an lạc, diệu tượng thanh triệt. Cổ nhân nói là người gặp việc vui sướng, tinh thần sảng khoái. Khi Đức Phật hiện tướng ý, chúng ta biết là do tâm Phật biểu hiện ra. Những điều này đều thuộc về thị hiện. Trong lòng an lạc, diệu tướng bèn trong sáng rạng ngời, như kính trung ảnh, như thủy trung nguyệt. Ảnh trong gương và bóng trăng trong nước bao hàm ý nghĩa sâu xa, bất tức bất ly, vừa không vừa có. Có và không chẳng hai. Quang minh viên mãn, tịnh nhược vô hình, hòa duyệt quan hỷ, thanh tịnh trang nghiêm. Đây là lý do vì sao Đức Phật an lạc vui sướng. Tên ảnh sớ viết: hỷ hữu nhị nghĩa, giải thích cho chúng ta biết Đức Phật hoan hỷ là có hai ý nghĩa biểu thị pháp. Niệm A-di-đà Phật sở thành hạnh đức khả khánh cố hỷ. Đây là Phật niệm Phật. Trong phần trước Ngài A Nan đã hỏi: này Đức Phật hoan hỷ, có lẽ nhất định là niệm Phật. Niệm quá khứ hay vị lai Phật, hay niệm Đức Phật ở phương khác trong hiện tại? Ngài A Nan từng hỏi câu ý. Vì thế ở đây chỉ rõ niệm A-di-đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nghĩ tới hạnh đức đã thành tựu của A-di-đà Phật. Đáng vui mừng nên hoan hỷ. Niệm chúng sanh đắc ích thời chỉ cố hỷ. Duyên của chúng sanh với tịnh độ đã chín mùi.
Cũng có nghĩa là chúng sanh có thể tiếp nhận pháp môn này. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế giới này, nói theo thực tế, mục đích thật sự là để tuyên dương pháp môn này. Ai đã nói lời ấy? Thiện Đạo Đại Sư vào thời Đường đã nói. Thiện Đạo Đại Sư là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông. Ở chỗ này phải nói kèm thêm cho rõ với các đồng học, tổ sư Tịnh Độ Tông chẳng phải là đời đời truyền cho nhau, chẳng phải là truyền thừa, mà là dân chủ, được mọi người công nhận chọn lựa. Chẳng phải là truyền thừa từ thế hệ một. Vào thời đại ấy, vị đại đức đó tu học, hộ trì Tịnh Độ Tông hữu lực nhất, có thành tựu nhất. Người đời sau bèn chọn Ngài làm Tịnh Tông Tổ Sư, chẳng phải là truyền thừa. Do đó Tịnh Tông đến hiện thời chỉ có 13 đời. Quý vị thấy mỗi tông phái đều có mấy chục đời, tối thiểu cũng là 70-80 đời. Tịnh Tông mới là 13 đời. Thời đại nào chẳng có người phù hợp tiêu chuẩn bèn chẳng chọn. Do đó tổ sư Tịnh Độ là do dân chủ mà có, nhất định được mọi người công nhận. Không dễ dàng. Duyên thành tựu của chúng sanh đối với Tịnh Độ chẳng dễ dàng. Lẽ nào Đức Phật chẳng hoan hỷ? Vì sao? Thành tựu trong một đời. Vì lẽ đó Thiền Đạo Đại Sư đã nói hai câu: chư Phật sở dĩ xuất thế, chỉ để nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà, nêu rõ vì sao chư Phật Như Lai xuất hiện trên thế gian. Xuất hiện trên thế gian vì chuyện gì? Vì chuyện này, giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cùng mọi người, khuyên mọi người hãy chân tin, chân nguyện. Thật sự niệm Phật, trong đời này quyết định được sanh về Tịnh Độ. Người chỉ cần giảng sanh Tịnh Độ bèn thành Phật. Lời này là thật, chẳng phải giả. Vì sanh về thế giới Cực Lạc, dẫu phiền não chẳng đoạn một phẩm nào, hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi đồng cư. Đó là mức độ thấp nhất. Sanh về thế giới Cực Lạc đều được bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trì, đều là A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. A Duy Diệt Trí Bồ Tát là thành Phật. Quý vị thì Thiền Tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm chuyển tánh. Đó là hạng người nào? Đó là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, kiến tánh thành Phật. Người ấy có kiến tánh hay không? Chẳng kiến tánh. Cứ sao chẳng kiến tánh mà cũng thành Phật? Do Phật lực gia trì người ấy, nên thần thông và đạo lực liên bằng với minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, người ấy có năng lực cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh. Chúng sanh có cảm, người ấy có ứng. Đáng nên dùng thân Phật để độ, bạn có thể hiện thân Phật. Đây là điều chẳng thể nghĩ bàn của Tịnh Độ, chính là cái được gọi là pháp khó tin trong Tịnh Độ. Quý vị nói với kẻ bình phàm trong giáo hạ,
họ sẽ lắc đầu chẳng tin. Há có đạo lý ấy? Tức là chẳng tin tưởng vào sự gia trì do bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật, cho nên khó tin. Khó tin mà chúng ta có thể tin. Này, chúng ta tin tưởng dựa vào đâu? Điều thứ nhất là thiện căn sâu dày trong đời quá khứ. Điều này là khẳng định. Điều thứ hai, nếu thiện căn chẳng sâu dày, trong một đời này do quân tu kinh giáo đại thừa trong một thời gian dài, cũng có thể nâng cao thiện căn lên tới một mức độ nhất định. Điều này phải có duyên phận. Bản thân tôi đối với Tịnh Tông thiện căn chẳng sâu dày. Nếu chẳng có sự quân tu bằng kinh giáo đại thừa trong nhiều năm ngần ấy, tôi vẫn chẳng tin tưởng. Không dễ dàng. Thuở trẻ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi Tịnh Độ. Khuyên dạy tôi hãy nghiêm túc học tập. Tôi chẳng dám chống trái thầy, nhưng chẳng làm theo. Đi theo con đường của Ngài A Nan, chẳng nghiêm túc tu tập mà cứ học rộng nghe nhiều, hết sức ưa thích kinh giáo. Nhất là đối với Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm. Tôi kể cùng chư vị đoạn lịch sử này, tôi tin tưởng Tịnh Độ là nhờ Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là quá trình chủ tu của tôi thuở trẻ. Tôi nhớ đã giảng 7 lần, nhưng trong 7 lần chỉ có 2 lần giảng viên mãn, 5 lần khác chẳng giảng viên mãn. Về sau giảng kinh Hoa Nghiêm, mười mấy năm sau, khi đã giảng kinh Hoa Nghiêm được 1 nửa, đột nhiên có một ngày nghĩ Văn Thù và Phổ Hiền học pháp môn gì, kinh Hoa Nghiêm vẫn chưa nói đến. Trong phần sau, lật đến phần sau của kinh điển, lật đến quyển 39 của Tứ Thập Hoa Nghiêm, trong đó có nói nguyên lai Văn Thù và Phổ Hiền đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, lại chú tâm quan sát thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử là đệ tử nhập thất của Văn Thù Bồ Tát, là môn sinh đắc ý, là truyền nhân của Ngài. Sở học và sở truyền chắc chắn dâng theo thầy, chẳng thể nào khác thầy được. Chú tâm xem kỹ phần 53 lần tham học, quả nhiên chẳng sai. Quý vị thấy vị thiện tri thức đầu tiên, người Hoa nói điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ là chủ yếu, là tỳ kheo các tường dân.
Ngài tu pháp môn gì? Ban Châu Tam Muội, chuyên tu niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đối với vị thứ nhất, Trung Hoa và Ấn Độ đều có cùng cách nói. Điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ là chủ yếu, có quan hệ lớn nhất. Vị cuối cùng trong 53 lần tham học là Phổ Hiền Bồ Tát, 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, 10 quả nhiên đại ngộ. Hiện tại đồng tử vốn là chuyên tu tịnh độ. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, thành tựu trong một đời. Trong ý 53 lần tham học là quá trình tu học. Ác cần phải có nhằm hoằng pháp và hộ pháp, chứ để cho chính mình thành tựu thì một môn là đủ rồi. Hoằng hộ thì hết thảy đều phải hiểu. Hoằng hộ là gì? Thành tựu hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Khi nào Ngài mới đi tham học? Đã đạt được căn bản trí. Trong hội giang hồ, Ngài đắc căn bản trí. Căn bản trí là gì? Kinh Bát Nhã nói: Bát Nhã vô tri. Sau đó tham học là không gì chẳng biết, chính là hậu đắc trí. Hai thứ trí huệ viên mãn thì mới có thể nói đến chuyện hoằng hộ. Nhưng học hậu đắc trí thì nhất định phải là đã đạt căn bản trí. Chưa đạt được căn bản trí lấy đâu ra hậu đắc trí? Giống như trồng cây, hậu đắc trí là cành lá. Chẳng có căn bản lấy đâu ra cành lá. Khó khăn lớn nhất của người hiện thời là chẳng có căn bản mà đã muốn làm chuyện cành lá. Do đó toàn bộ cành lá đều thất bại. Nói theo Tứ Hoằng Thệ Nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là căn bản trí. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Người biết học phải y giáo phụng hành. Vì vậy, khi chưa thành tựu căn bản trí, sở học của chúng ta thấy đều vì cầu căn bản trí. Trong giai đoạn ý, nhất định là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Thâm nhập một môn thì quý vị mới có thể đắc định. Trong Phật pháp gọi là Tam Muội. Sau khi thành tựu Tam Muội, trí huệ liền khai. Trí huệ ấy là căn bản trí. Căn bản trí là gì? Trong kinh này chúng ta nói thanh tịnh bình đẳng giác là căn bản trí. Cả ba điều ấy quý vị đều đạt được, nên quý vị học hậu đắc trí rất mau chóng. Vừa tiếp xúc liền hiểu rõ toàn bộ. Khi y học tập vô cùng nhanh chóng. Quý vị chẳng có chướng ngại, phiền não chướng chẳng có, mà sở tri chướng cũng chẳng có. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Quan nhang nguy nguy. Quang là quang minh,
Nhang là dung nhang. Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú là tác phẩm của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Phật chi nhang hữu quang, khuôn mặt tỏ ánh sáng nên gọi là quang nhang. Nguy nguy cao đại tôn thắng chi màu. Gia tường sớ viết nguy nguy ngôn đức thịnh cao hiển. Phật là bậc đại đức, người hiện thời nói là Đức Phật phong độ, dáng vẻ rạng rỡ, đều nhằm nói tới ý nghĩa đức thù thắng cao cả rạng rỡ. Từ trong nội tâm phát ra, người hiện thời chẳng có, nhưng họ dùng cách hóa trang, hoàn toàn là bề ngoài. Đặc biệt khi lên sân khấu biểu diễn, nhất định phải hóa trang, khiến cho họ trước ống kính đều là quang nhang nguy nguy. Cũng có tình hình ấy. Vì thì lên sân khấu luôn có chuyên viên hóa trang, có người chuyên nghiệp giúp quý vị. Còn ở đây là tự nhiên. Tổng biểu Phật chi đức dung, đức ở bên trong, dung màu ở bên ngoài, hiển diệu quang minh, siêu ư nhất thiết. Hết thảy là nói các vị Bồ Tát từ đẳng giác trở xuống, không ai có thể sánh bằng Phật. Hiển là rõ rệt, diệu cũng là như trong phần trước đã nói, mấy trăm ngàn biến hóa, có ý nghĩa này. Trí huệ và đức năng của Phật đều từ tướng hảo mà thấu lộ, vượt trội hết thảy. Bồ Tát đều chẳng thể sánh bằng. Thanh văn duyên giác, chư thiên nhân dân đương nhiên càng chẳng sánh bằng. Đối với những điều được nói trong kinh, chúng ta ắt cần phải biết. Những gì Phật có, chúng ta hoàn toàn đều có. Nghe xong cũng chẳng cần phải hâm mộ, chúng ta chẳng kém Phật mảy may nào. Vì sao hiện thời chẳng hiển lộ? Phải biết, vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, hiện tướng ấy bèn hiển tiền. Chúng ta thật sự muốn, này đang thuộc địa vị phàm phu, thật sự mong muốn, mong mọi trí huệ và đức tướng đều có thể viên mãn như Phật. Hãy nghiêm túc thật sự thực hiện, nghiêm túc thật sự thực hiện thì chẳng thể quên tam học giới định huệ. Thứ nhất nhất định là nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Nếu nghĩ ta chẳng cần giới luật, thứ này quá phiền phức, ta thực hiện từ định và huệ có được hay không? Chẳng được.
quý vị chẳng đắc định, chẳng thể khai huệ. Mười phương ba đời hết thể chư Phật đều đi theo con đường này mà thành tựu. Chúng ta chẳng noi theo đường cũ, tự mình mong khai sáng một con đường mới, phiền phước to lớn. Quý vị chỉ nên đi theo đường xưa, đường xưa chỉ có một lối. Tự mình muốn khai sáng con đường mới, người hiện thời mong sáng tạo càng nát bè nát bẹt. Đúng là chẳng nghe lời người già, chịu thua thiệt trước mắt. Những người già trong nhiều đời, nhiều thế hệ đều đi con đường xưa cũ này. Quý vị ngỡ là hiện thời khoa học phát triển phải sáng tạo cái mới, quý vị cứ làm thử xem. Chớ nên không biết điều này, chẳng thể không tôn trọng tổ tiên, chẳng tôn trọng người trước. Nếu có mảy may ý nghĩ ngạo mạn nào, ta sống trong thế kỷ thứ 21 là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, lẽ nào đi theo họ? Quý vị không đi theo họ, con đường của quý vị là tam đồ, khẳng định là ở trong tam đồ. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.